Đây là đàn bingo của nhà mình. Được 6 ngày tuổi. Hai cái. Ba cái. Được. Được. Đó. Mõm vuông rất là xinh gái không? Đây là màu vàng chanh. Đây, đây là con gà cái màu chi. Còn đây là đực, đây này. Đó, bạn thấy mõm vuông chưa? Cực khủng. Sao con cái thì bao giờ mõm vuông, mõm của nó cũng thon hơn. Thấy giờ nhờ nhờ. 5 ngày tuổi rất là bự. Wow. Thằng nào gọi tao đây? Mõm hộp. Đầu sủ to. Xinh gái chưa? Đấy, đầu sủ to. Mõm hộp cân đối. 5 ngày tuổi. Ấy 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 ấy. Tìm ti, tìm ti. Bắt đầu tìm ti, chó mẹ thôi. Tìm ti đấy. Đấy. Đây là con cái màu màu chi. Đấy, con cái bao giờ mõm nó cũng thon hơn là con đực một chút. Đó. Cái mõm này thì hộp này thì ăn đứt nhiều con đực mõm hộp khác. Đúng. Rất là xinh gái. Đấy, hai con cái. Đi đi. Cậu ấm này ngủ kỹ quá.